Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Cổ phiếu Kim Cương trong buổi tổng hợp thị trường ngày 17, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong các anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì trước hết, để nhận định thị trường và đánh giá thị trường cũng như các cổ phiếu trong ngày hôm nay, chúng ta hãy nhận định thị trường chung trước để đưa ra các cái chiến lược, các cái cách thức hành động trước khi đi tìm các cổ phiếu. Thì đầu tiên là thị trường chung, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là đồ thị của chỉ số VN Index. Thì VN Index này là một phiên tăng điểm 1,1% với khối lượng thấp. Thì các anh chị có thấy hiện nay VN Index là đang trong cái xu hướng đi lên. Nếu các anh chị xét cả một cái xu hướng dài hoặc một cái xu hướng ngắn thì nó đều đang là một cái xu hướng đi lên. Hiện nay thì VN Index đang hoạt động trên đường trung bình MA10 và MA20. Thì như vậy là theo cái phương pháp đầu tư, phân tích đầu tư định lượng, thì các anh chị thấy là thị trường đang trong một cái xu hướng là đi lên nhưng mà yếu sideways, là bởi vì nó vẫn lên xuống cái đường trung bình MA20. Rất nhiều anh chị quan tâm hỏi rằng là thị trường hiện nay khối lượng giao dịch thấp thì nó có ảnh hưởng gì không? Xin trả lời là không ảnh hưởng gì, bởi vì trong cái giai đoạn trước khi mà thị trường lên mạnh thì cái khối lượng giao dịch tăng rất là mạnh. Tuy nhiên ở đó cái dòng tiền đầu cơ rất là nhiều, và hiện nay khối lượng thấp thì chứng tỏ là các cái dòng tiền đầu cơ là người ta cũng đã ra khá nhiều rồi. Như vậy thì những cái nhà đầu tư hiện nay là cũng khá là chất lượng và có cái xu hướng lâu dài hơn. Như vậy thì thị trường nó sẽ có cái xu hướng khá là an toàn anh chị nhé. Tiếp theo là đối với VN30 cũng vậy, tương tự nhé, thì nó đang hoạt động trên cái đường trung bình MA10 và MA20, thì nó cũng lên xuống cái đường trung bình MA20 này, thì nó vẫn là trong cái nhận định của chúng ta như những ở phiên trước. Thì các phiên trước là sideways yếu, up index và HNX index cũng vậy anh chị nhé, đều là những cái xu hướng đi lên và trên MA20. Là có một cái chỉ số, đây là các cái cổ phiếu tốt hoạt động, số lượng cổ phiếu tốt mà hoạt động tốt, thì các anh chị thấy sau khi thị trường có một cái nhịp trình thì số lượng cổ phiếu tốt rụng rất nhiều, đúng không ạ, chỉ còn rất là ít thôi, sau đó nó đã nới dần ra, nới dần ra. Hiện nay là có 314 cổ phiếu hoạt động tốt. Như vậy nó cũng khá là hài hòa với cái nhận định của chúng ta về cái thị trường đang trong xu hướng đi lên yếu và sideways anh chị nhé. Thì với như vậy thì cái nhận định của thị trường của chúng ta như thế nào? Thì đây là cái nhận định của thị trường ngày hôm nay. Thực ra thì cái nhận định này nó không thay đổi một chút nào trong vòng khoảng một tuần trở lại đây. Nếu các anh chị mà thường xuyên theo dõi các cái bản tin của Thao Chứng Khoán thì các anh chị có thể xem lại những cái nhận định, thì đều nhận định cũng khá là rõ ràng, đúng không ạ, thị trường trong xu hướng đi lên yếu nắm giữ cổ phiếu, đúng không ạ, thì nó khá là rõ ràng. Các anh chị có thể nhìn thấy các cổ phiếu recommend hàng ngày cho các anh chị. Thì nhận định của chúng ta hiện nay là thị trường vẫn trong một cái xu hướng đi lên khá là yếu sideways, và chúng ta nắm giữ các cổ phiếu mạnh với cái tỷ trọng vừa phải, chúng ta cũng không nên mua margin ở giai đoạn này. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể nắm giữ các cổ phiếu mạnh và xem xét mua thăm dò các cổ phiếu. Thì đó là nhận định về thị trường. Còn đối với nhóm ngành thì khi mà chúng ta sẽ nhận định được cái thị trường và cho chúng ta những cái cơ hội nhất định, hoặc là nó ở trong những cái giai đoạn an toàn nhất định, thì chúng ta sẽ tìm các cái nhóm ngành mạnh. Các nhóm ngành mạnh ở đây thì mình có lọc ra rồi, thì các anh chị có thể xem ở đây. Đây là các cái nhóm ngành mạnh hơn các cái nhóm ngành khác. Thì thứ nhất là bao gồm điện này, khai thác than này, phân phối khí đốt này, hóa chất chuyên dụng này, xây dựng xây lắp này, nông sản này, dịch vụ vận tải, bất động sản, quần áo phụ kiện, bán lẻ tổng hợp, sản phẩm thực phẩm và gia dụng, sản phẩm gia dụng lâu bền. Thì đó là những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung. Thì chúng ta ưu tiên tìm các cổ phiếu ở trong các cái nhóm ngành mạnh này, và nên chọn các cổ phiếu mạnh nhất và là các cổ phiếu đẹp nhất, cổ phiếu xu hướng lên kênh trên anh chị nhé. Thì đây chính là cái danh sách những cổ phiếu tốt nhất. Trong những cổ phiếu tốt nhất đó thì các anh chị sẽ nhìn từ trái qua phải. Các anh chị thấy phần màu xanh này là các cổ phiếu trên nền, phần màu xanh này là các cổ phiếu trong nền, thì chúng ta ưu tiên trước nhất là các cổ phiếu trên nền và những cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành mạnh nhất. Đấy, các anh chị thấy các cổ phiếu mà tốt nhất chúng ta nên nắm giữ, đây là các cổ phiếu này: PET, PSD, VLC, SKG này, đúng không ạ? VHC, GU, HTG, KSD, GEG, PTC và HUT và DST. Thì trong đó cái phiên ngày hôm nay chúng ta có thể mua được 4 cổ phiếu anh chị nhé, là PSD, VLC, GU và GEG. Lý do vì sao mua được là bởi vì nó thuộc những cái nhóm ngành mạnh nhất, nó đang là cổ phiếu trên nền và vẫn gần nền anh chị nhé. Ở phần bên dưới là những cổ phiếu trên nền này:
nhưng mà không thuộc các cái nhóm ngành mạnh thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ các cổ phiếu này, nhưng mà không ưu tiên bằng nha các cái cổ phiếu các cái nhóm ngành mạnh. Đây là các cổ phiếu ok. Ngoài ra đây là các cổ phiếu trong nền, là những cổ phiếu mà chưa thoát khỏi nền đấy. Thì cái cổ phiếu ok này là những cổ phiếu mà các anh chị thấy là nó đa phần thuộc những nhóm ngành mạnh. Đó thì ở đây có hai cổ phiếu mà hôm nay chúng ta có thể mua thăm dò được, là cổ phiếu đây là SGS và cổ phiếu NTC chị nhé. Tiếp theo là các cái chỉ số ở đây này thì anh chị có thể theo dõi thêm. Và ở đây thì một số anh chị cũng hỏi là cái cách sử dụng cái file này như thế nào, thì thực ra nó cũng rất đơn giản thôi. Các anh chị chỉ mở ra các anh chị xem đúng không, nếu cái phiên nào mà nói là mua thì chúng ta có thể mua ở phiên đó là tốt nhất. Tuy nhiên là nhiều khi mình cũng hay gửi các cái kết quả vào cuối phiên, thành ra các anh chị không kịp, thì anh chị hoàn toàn có thể mua ở những cái phiên sau cũng không vấn đề gì cả. Tuy nhiên là trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là chia sẻ để làm sao cho chia sẻ cho các anh chị thông tin trước cái thời điểm 2:15 để các anh chị có thể mua ở cuối phiên đấy. Thì các anh chị nào mà hay theo dõi các cái kênh kênh của mình hoặc là các cái nội dung ở trong cái group thì các anh chị hoàn toàn có thể đo lường định lượng được các cái này. Ví dụ hôm nay các cổ phiếu PET này hoặc là DQC là những cổ phiếu mà hôm nay chạy rất là mạnh đúng không ạ, chạy rất là mạnh và trần đây DQC đây đấy, các anh chị có thể xem lại các cái kênh của cái kết quả của ngày hôm trước đúng không ạ, nó đều có những cổ phiếu đó đấy, hoàn toàn các chị có thể tìm thấy đúng không ạ. DQC này thì mình sẽ lướt một chút các cổ phiếu vào trong cái danh sách nhóm mạnh mạnh ở trên để các anh chị nhìn cái đồ thị, để các anh chị thấy được là tại sao nó là thức các cái nhóm ngành mạnh. Các anh chị thấy đây, đây là PET này, cái điểm mua bùng nổ của nó là ngày 14 tháng 2 này đúng không ạ, cái này đang chạy rất là ok nắm giữ. PSD nhá, hôm qua điểm mua vấn đề hôm nay có thể mua được. VLC hôm qua mua được hôm nay cũng mua được đấy. SKG này thì chỗ này nó điều chỉnh hơi sâu nhưng hiện nay cái xu lên khá là rõ nét và tốt. VHC vậy nha, đang xu lên hoàn toàn, chúng ta nắm giữ những cổ phiếu này rất là đẹp. GIL này thế này, hôm qua mua hôm nay có thể mua được. HTG đang xu lên rõ nét nắm giữ được. KST đang xu lên rõ nét nắm giữ được. RSG thì hôm qua để mua bùng nổ vượt nền và hôm nay chúng ta cũng có thể mua được, nó khá là gần nền đấy. PTC này hiện nay chạy rất là tốt, các chị nắm giữ. Hút này thì ok nhé, nó cũng đang cổ phiếu trên nền và đang chạy ok. DST là cổ phiếu trong nền rồi, đến đây là các cổ phiếu trong nền rồi, có hai cổ phiếu SGS này. SGS này đấy, SGS là cổ phiếu các chị thấy khối lượng đang kiệt như này này, cái vốn là trong nền thì các chị có thể mua thăm dò. SGS là cổ phiếu NTC. NTC. Đó. Đây thì các anh chị cái vốn các anh chị cũng thể mua được. Thì rất nhiều anh chị thực ra thì phân tích chứng khoán thì nó có rất nhiều cách phân tích. Nếu mà các anh chị nghĩ một cách thông thường á, thì chúng ta nên kết hợp nhiều phương pháp phân tích vào với nhau thì nó sẽ có kết quả cao. Thông thường là vậy đúng không ạ? Nhưng thực tế thì không hẳn. Nếu chúng ta kết hợp nhiều phương pháp vào với nhau thì chúng ta rất dễ bị mâu thuẫn, xung đột và thậm chí là nó giằng xé chúng ta và chúng ta sẽ không đầu tư được gì nữa. Tại sao mình ở đây chỉ chia sẻ cho các anh chị về cái nguyên tắc về định lượng hoặc là về phân tích kỹ thuật? Thực ra cách phân tích kỹ thuật của mình ở đây nó cũng rất khác với cách phân tích kỹ thuật mà các anh chị hay đọc ở trong sách nhé. Cái này của mình nó là cái phương pháp gốc từ cái phương pháp VSA, và những cái cổ phiếu mạnh thì tôi tìm theo phương pháp Ken Slim. Và cái cách mà chúng ta, cái triết lý đầu tư của chúng ta là chúng ta đi từ tổng thể đến chi tiết, đi từ thị trường chung đến nhóm ngành đến các cổ phiếu. Thì thông thường nếu mà thị trường chung tiếp tục đi lên được thì các cổ phiếu mạnh nhất nó cũng sẽ tiếp tục duy trì mạnh nhất, đó chính là các cổ phiếu kim cương, mà chính là cái tên kênh mà mình đặt cho các cổ phiếu kim cương anh chị nhé. Và ở đây các anh chị cũng có một cái mà các anh chị cũng hỏi rằng là chúng ta có nên kết hợp với các cái phương pháp tin tức hay là các cái phương pháp khác không, thì thực tế ở đây mình cũng trả lời là không. Không là bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta nên có một những cái mà chúng ta phân tích trong lịch sử này, chúng ta hoàn toàn chúng ta chỉ dùng kỹ thuật thôi đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta lại phải dùng cả kỹ thuật cả cơ bản đây làm gì? Tất nhiên là hai cái thì nó sẽ tốt hơn một cái, nhưng mà đối với trường hợp này thì mình thấy là nó không có nhiều giá trị, thậm chí nó sẽ phủ định đi những cái mà chúng ta đang định làm đúng không ạ? Trong lịch sử chúng ta dùng phân tích kỹ thuật để chúng ta đúc rút ra phương pháp, thì trong tương lai tốt nhất chúng ta cũng nên dùng cái phương pháp kỹ thuật. Đây là cái phương pháp tiếp cận kỹ thuật chứ không phải là đầu tư phân tích kỹ thuật truyền thống các anh chị nhé, các anh chị lưu ý cái đó.
Đó thì đó là các cái danh sách các cổ phiếu của ngày hôm nay. Thì hy vọng là với những cái thông tin này sẽ giúp ích được các anh chị phần nào trong cái hoạt động đầu tư của mình. Thì cái kênh cổ phiếu Kim Cương này thì mình cũng cố giữ theo một cái triết lý để chia sẻ thông tin mà nó sẽ khác biệt với tất cả các kênh khác. Có thể các anh chị sẽ nhìn thấy đâu đó cái sự nhàm chán, nhưng mình khẳng định là chính cái sự nhàm chán này sẽ bảo vệ chúng ta khi mà thị trường có những cái điều chỉnh mà chúng ta cảm tính thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm là một. Và thứ hai là mình khẳng định là sẽ giúp cho chúng ta là kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình, và cũng khẳng định tiếp là sẽ mang lại cái kết quả cao nhất cho các anh chị. Đó thì hy vọng là các anh chị ủng hộ kênh, like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.